6 giờ chiều ngày 29 tháng 10.
công việc riêng cho mình. Không biết là cái này nhà gì họ cũng đang sửa chữa lại. Họ đã lắp chắc là tổ quốc hội đó. Hôm bữa đi qua thủ phủ của Oregon cũng đang sửa chữa, cho nên là họ dựng cái rào chắn, không nhìn không có vào bên trong được. Cô đang đứng đây chụp tấm hình cũng hên, trời cũng còn sáng. Sacramento, thủ đô Sacramento, California. Hiện tại thì chị đang ở State Capital, là thủ phủ của California. Giờ chị quay cho các bạn xem nha. Đi vào bên trong rất là đẹp. Hôm nay thì các em ở đây hình như có hát hò gì á, trong này thấy vui quá. Giờ mình đi vào bên trong tí xíu nha. Thủ phủ của California, buổi tối mở đèn nhìn rất là đẹp, nhìn rất là lộng lẫy luôn. Ở phía ngoài khuôn viên này cũng rất là rộng. Hai chiếc VinFast thì đang ở ngoài. Bây giờ chị đi ra ngoài nha, hai chiếc xe. VinFast lung linh giữa Capitol. Hai chị đây, anh chị, anh Super Nam và chị Hạnh, ông xã đang tác nghiệp. Các bạn thấy không, VinFast lung linh. Oh wow, buổi chiều coi như chim bay, chim bay về tổ nè, những đàn chim. Mặt trời ạ. Wow, quá chừng luôn. So đàn chim bay về tổ nè. Rồi đứng đây chụp tấm hình đi. Chụp bút.
Bây giờ mình đang đứng trước State Capitol Building, thủ đô của tiểu bang California, thành phố Sacramento. Đẹp quá, giống như là Nhà Trắng mà nhỏ hơn ở Washington DC. Mình đang đậu ngay trước trước tòa nhà quốc hội, chính quyền tiểu bang California. Có anh hello anh Superman. Mình đánh kiếm với nhau. Yeah. Superman là hướng dẫn cho hai vợ chồng đi đến đây. Cảnh rất là đẹp, buổi tối đèn để mở lên nhìn rất là đẹp. Đến thăm thủ phủ của California vào buổi tối dưới ánh đèn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ qua Old Town, là thành phố cổ. Ở đây cũng hơi xe lạnh. Tòa nhà thời gian khách sạn hơi bị gấp rút nên không có quay được nhiều lâu hơn cho các bạn xem. Thành phố thì những con đường này là đường một chiều không à, chiều lên chiều xuống. Cái này chắc là khách sạn hay là gì họ mới xây dựng. Capitol Place.
phía trước. Cây cầu được sơn màu vàng. Trên đường phố thủ đô tiểu bang California, Sacramento. Bạn thấy có lung linh không? State building của California rất là đẹp. Sure.